đồng hồ chết đi sống lại, tôi có được những hiểu biết tổng quát về cõi giới vô hình như sau. Thứ nhất, khi chân linh xuất ra khỏi xác thì thông minh mẫn tiệp vô cùng, có thể thông công với tất cả các chân linh khác về việc làm cũng như ý tưởng, dù ở xa hay ở gần, và cái thấy thì vô cùng tận. Chân linh là điểm linh quang mà chúng ta đang có trong mỗi người đây, rất quý báu. Chân linh nào cũng thông, cũng thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng. Những chân linh đoạt vị thì thung dung tự tại nơi cõi thiên liêng hàng sống. Còn chân linh bị đọa phải mất tự do, sống đau khổ trong phạm vi chật hẹp của trốn trần gian đầy dược chất. Thứ hai, các chân linh đều có một tình huyết nhục, đều là con chung của đấng thượng đế, không phân biệt kẻ lạ người quen như ở trần tục. Thứ ba, ở cảnh giới phàm trần này, ngoài sự sống hữu hình, còn có vô số chân linh bị đọa đang sống lẫn lộn với người phàm. Những giác quan của con người bình thường không thể thấy được, họ là những người lúc sanh tiền gây nhiều tội lỗi, khi chết chân linh phải đến nhà tịnh, sau đó ra tòa tam giáo rồi bị đọa xuống cõi trần, sống vơ vất, ngửi mùi trược khí hôi thối. Mãi đến khi có con cháu tu hành đoạn vị, xin được tội tình, họ mới lên được cõi thiên thai, chờ ngày tái khiếp. Thứ tư, trên cảnh trần một mực là cảnh thiên thai, không có trường chất dành cho các cư chân linh sống an nhàn một thời gian, chờ ngày tái khiếp để lập công trở về ngôi vị. Thứ năm, kế thiên thai là nhà tịnh dành cho các chân linh bị tội, vào đó xét mình, sau đó mới bị đọa như đã nói ở phần trên. Thứ sáu, trên nhà tịnh là cảnh giới của hàng phẩm thần thánh, một nơi mà chân linh tôi được đưa đến sau cùng, và các nét sinh hoạt tôi vừa trình bày ở đoạn trước. Kính quý vị, từ ngày tôi được sống lại đến nay, tôi đã ôn lại tất cả sự thấy của tôi trên cõi vô hình, thì quả là đúng với đức thượng đế đã giảng trần lập đạo, và tôi tự thấy bước đường lập công của mình quá trễ, nên tôi ráng cố sức đem tài sức hèn mọn của tôi chung lo cho đại nghiệp của đạo. Bằng chứng là hơn một năm qua, tôi đã hy sinh tất cả tài vận sẵn có của tôi. Lúc cần, tôi còn mượn thêm của người khác để làm những việc hữu ích cho nhân sanh. Có nhiều người thấy tôi làm như vậy, họ tưởng tôi trúng số. Chứ quý vị ấy đâu có ngờ tôi thấy được cảnh kia, nên tôi quyết làm cho được việc, để mong trở về quê xưa cảnh cũ, nơi cõi thiên liêng hàng sống. Tôi hằng cầu nguyện với Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các đấng liên thiên, linh thiên hầu trì cho tôi dựng bước trên con đường lập công với đạo. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta có đủ sáng suốt, sớm giác ngộ, đặt tròn đức tin vào nền chánh giáo của Đức Chí Tôn để lo tu niệm, chắc chắn khi thoát xác, chúng ta sẽ trở về hội ngộ cùng Đức Chí Tôn và được vào cảnh thiên liêng vô cùng xinh đẹp mà tôi đã kể. Lúc trước tôi không đặt trọn đức tin vào nền chánh giáo, nên những lời vàng ngọc của Đức Chí Tôn cũng như của Đức Hộ Pháp tôi không được lãnh hội, vì tôi ít khi đem thánh ngôn hay kinh sách ra xem. Từ lúc sống đến nay, tôi mới tầm những lời vàng ngọc của Đức Chí Tôn. Vào ngày 9 tháng 9 Quý Sửu, tôi được một chiếc sách Hiệt Thiên Đài cho mượn cuốn Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp nói về cảnh thiên liêng hàng sống. Tôi thấy có một hai khoảng trùng hợp với sự thấy của tôi như khoảng Đức Hộ Pháp nói. Khi chân linh xuất ra khỏi xác thì đi như máy bay vậy, nói chuyện bằng tư tưởng, khỏi nói bằng lời, và tư tưởng thông công cùng trời đất. Thấy các chân linh rất đông nhưng không tiếng động. Xin làm chứng với quý vị, các điều trên đúng như vậy. Có hai người thấy đủ chứng minh một sự việc cho quý vị
đặt cả niềm tin. Nếu lúc trước tiếp được quyển sách này, chắc tôi cũng không lãnh hội được, vì lúc ấy tôi còn quá mơ hồ. Còn hôm nay thì tôi đặt trọn đức tin vào lời nói của Đức Hộ Pháp. Hiện giờ nếu nói đến cái chết thì tất cả chúng ta đây ai cũng ngán sợ. Nhưng ở cỡ trần này, nếu chúng ta không chịu tu hành, lập công bồi đức để tiêu trừ nghiệp quả, ắt phải chịu luân hồi vai trả với các kiếp sống và chết mãi mãi không thôi. Chí Tôn có nói, tà hóa vốn chứa sự chết, thì chúng nó có biết sự hằng sống là gì? Theo lời dạy của Đức Chí Tôn, nếu chúng ta không tu hành thì phải chịu dưới phép tà thần, gây tội lỗi trong các kiếp luân hồi. Đức Chí Tôn có nói, người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế làm ra của, ấy là về phần xác thịt. Còn thần, thánh, tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến độ rỗi các con là lập thành một trường công đức cho các con nên đạo. Vì đắc đạo cũng không là tại các con muốn cùng chẳng muốn. Nếu chẳng đi đến trường thầy lập mà đoạt thiểu vị, đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Cửa mạch Ngọc Kinh ít kẻ, chứ chốn A Tỳ chúng nhiều người, con liệu mà hành đạo. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, trang 26. Đức Chí Tôn còn giảng giải rằng, mỗi kẻ phàm dưới thiếu này, ở dưới thế này, đều có hai xác thân. Một gọi là Cospasan, một thiên liên gọi là, mà cái thiên liên do nơi cái phàm mà ra, nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Các sắc vô hình quyền diệu thiên liên ấy do nơi tinh khí thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Nơi sắc phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của sắc phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có tinh khí không có thần, thì không mà không có tinh khí thì khó huồn đặng nhị sát thân. Vậy ba món ấy phải hiệp mới đặng. Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí tiên thiên, mà khí tiên thiên thì hằng có điện quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ nhàng hơn không khí ra khỏi càn khôn đặng. Nó phải có bốn nguyên nhân, có bốn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh tiên Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Theo lời dạy của Đức Chí Tôn, thầy buộc chúng ta nếu muốn đắc đạo phải có mấy điều: lập đức, lập công, lập ngôn và trường chay. Với các điều trên đây quả thật là khó, nhưng tôi thưa cùng quý vị, ở trong đời sống không có cái khó nào mà chúng ta làm không đặng, chỉ muốn cùng chẳng muốn mà thôi. Muốn thoát dòng sanh tử, chúng ta phải lo lập công bồi đức trong một kiếp sanh này mới về được cõi thiên liên hàng sống. Như vậy chúng ta được nhiều đời nhiều. Ví chẳng khác như một người buôn kia đi được một chuyến mà trở thành tỷ phú. Kính quý chư hiền huynh hiền tỷ, tại sao phải tốn bao nhiêu công vất vả đi từ nơi này đến nơi kia, kêu gọi nhắc nhở mọi người cùng tôi phải lo tu? Vì khi chết tôi đã nhìn thấy được tình quyết nhục thiên liên, thì thương yêu vô tận. Khi thấy cảnh tội tình khổ sở của các chân hồn, đau đớn nhất là họ nhìn tôi một cách thấm thiết, bi lụy. Khi biết tôi mới được trở lại cõi trần này, họ yêu cầu tôi làm cách nào kêu gọi con cháu họ tu hành để cứu vớt họ. Xin nhắc lại, khi chân linh xuất ra khỏi xác rồi, không còn lập công gì hay làm cho mình hết tội được, nên các chân hồn chỉ bám víu vào tình quyết nhục ở phàm trần này là những người thân còn sống để mong siêu thoát cho họ. Tôi phải làm sao? Một năm qua đau khổ cho tôi biết bao, khi
khi trở lại, các đấng thiêng liêng bảo đừng nói những việc vô hình mà tôi đã thấy. Như vậy, tôi làm sao giải thoát cho tình huyết nhục thiêng liêng bị đọa đày? Còn nếu tôi đem lời thánh giáo đi kêu gọi, thì mấy anh của chúng tôi có làm rồi, họ không chịu nghe nên mới bị đọa. Chỉ có cách là tôi phải hy sinh, nói lên một phần nào điều nghe thấy để cứu độ tình huyết nhục thiêng liêng, rồi cầu xin Đức Đại Từ Phù tha thứ cho tôi và trả những lời nói của tôi. Quý vị nên suy nghĩ, ráng tu tập lập dị cho mình, cũng để cứu củ quyền thất tổ. Hy sinh của tôi chỉ mong cứu độ, lời nói của tôi muốn tất cả con cái của Đức Chí Tôn đều nghe. Nhưng than ôi, tiếng nói của tôi gõ quá, còn bản thân tôi chẳng khác một hộp cát. Hộp cát nằm dưới góc phòng, góc tường. Quý vị có hiểu đâu, nhiều lúc tôi ngồi mà khóc thâu canh. Lời nói của tôi có các đấng thiêng liêng chứng giám. Nói với tất cả tâm huyết của tôi không được mai duyên trên đường học vấn, nên những lời lẽ không được văng qua. Tôi chỉ nói lên những lời sát thần của sự việc, mong quý vị hiểu cho. Kính thưa Hiền Quynh, Hiền Tỷ, tiếp theo câu chuyện hôm nay, tôi sẽ lấy danh nghĩa của một người chết đi sống lại, có đôi lời cùng quý vị. Những lời của tôi vừa nói trên đây đã trình bày một phần nào nghe thấy ở cõi vô hình. Tôi xin có một hai ý kiến cùng quý vị bàn bạc, thảo luận việc tu hành của anh chị em chúng ta. Chứ tôi không dám múa rìu có mắt thợ. Đối với nhiều người, tôi chưa đáng mặt học trò, nhưng tôi vẫn cố gắng đem tài sức, tài hèn sức mòn để trình bày tư tưởng của tôi về con đường giải thoát. Kính thưa quý Hiền Quynh, Hiền Tỷ, chúng ta là môn đồ của Đức Thượng Đế, là người học đạo mà chữ đạo còn mênh mông vô tận. Càng học chừng nào càng thấy mình dốt chừng nấy. Cái học của chúng ta có nhiều bài toán khó, vậy chúng ta cùng bàn tính để làm cho chúng có một điểm chuyên liên. Cái trường học đạo thì công quả của chúng ta đang học đây rất khó khăn gấp mấy lần trường học thi trường tục, trần tục. Ông chủ khảo của chúng ta lại thần thông quảng đại thì không ai qua mắt được ông. Chúng ta phải chuyên cần học tập, làm bài trúng có nhiều, có điểm nhiều thì mới đậu, chứ không phải nói như thế gian là học tài thi mạng được. Câu ấy để an ủi những người thi rớt ở trần gian. Còn việc thấy của tôi chứng minh cho quý vị rằng cái không, không trên kia vẫn có, và có cả sự luân hồi chuyển kiếp. Hiện giờ cửa địa ngục đã đóng, các chân hồn bị tội phải vơ vớt cả trăm năm nơi trần này, ngửi mùi hôi thối. Các chân hồn ấy ngót đau khổ ngồi trong con kéo tu tập bồi công lập đức để siêu thoát cho mình, đặng chuyển kiếp làm người tạo công lập dị. Xác thân không được thăng thiên, vơ vớt nơi cõi trần mang danh thể gọi là ma. Tôi thấy họ nhiều hơn người sống. Quý vị tin vào lời nói của tôi mà tu sửa bản thân trần tục, cố làm sao chân linh chúng ta khi thoát xác được nhẹ nhàng qua khỏi làn không khí mới về đến cõi thiêng liêng. Chỉ có cách là chúng ta phải ăn chay để khỏi thai thân trả nợ cho thú cầm, và ta phải tu hành lập được công đức cứu độ nhân sanh. Khi thoát xác mới mong tránh khỏi luân hồi và được hiệp cùng Đức Thượng Đế. Lúc tôi còn được sống lại, có lời dặn là không nên nói, chỉ ráng lo tu tạo công lập gì để được trở về. Trải qua một năm dài cầu nguyện với các đấng thiêng liêng hộ trì cho tôi thông minh trí tệ để nhận được sự việc này, tôi đã nghe thấy. Tôi suy nghĩ mãi, nếu không nói nên là ích kỷ, chỉ lo cho mình mà thôi, còn nói lên là có lỗi. Nên tôi cầu nguyện với Đức Chí Tôn, thà nói lên mà bị lỗi, vì tôi quá yêu thương tình huyết nhục thiêng liêng. Biết đâu nói lên tôi cũng có công thức tỉnh một phần nào con cái của Ngài.
Tôi muốn tất cả chúng ta cùng về với Đức Chí Tôn, nhưng tôi không biết làm sao nói lên cho con cái của Đức Chí Tôn nghe và tin cũng như tôi đã thấy. Lời lẽ của tôi không thể nào diễn đạt hết nỗi thấy, cái thấy của tôi. Quả chăng là có những lời lẽ của bậc siêu nhân mới nói lên hết được. Chính quý hiền quân hiền tỷ, từ lúc tôi bệnh đến chết, khi sống lại tôi không thấy ốm, nhưng rồi tôi xanh xao cả mấy tháng, vì tôi quá hãi hùng cho tội lỗi của nhân sanh mà chính mắt tôi thấy rõ. Nếu thấy cảnh thiên sầu địa khảm ấy, quý vị cũng sẽ khổ như tôi. Lốt chân linh xuất ra ngoài, đến khi trở lại tôi không thấy nét vui vẻ của ai. Từ cõi thiên liêng hàng sống đến cảnh tội tình, các đấng thiên liêng thì sắc diện hiền từ, cũng nhân buồn thảm cho nhân loại gây đắm tội tình. Các chân linh tội lỗi thì sầu khổ bi lụy, còn tôi thì ân hận vô cùng, vì đã trọn kiếp sanh làm chưa nên diệt. Ngó đến thân nhân trần tục của tôi, cũng có người đoạt vị, cũng có người về thiên liêng với hai bàn tay trắng, cũng có kẻ bị tội tình. Nay tôi được may duyên sống lại nên không ngày khó nhọc. Trước bao trở lực cam go, tôi vì tình quyết nhục thiên liêng quyết tâm kể lại cho quý vị. Chỉ mong quý vị ráng lo tu tập công tạo vị.